Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, mưa tạm giảm trên cả nước. Từ Bắc trở vào Nam, trưa chiều đều tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng là từ 30 cho đến 34 độ. Chỉ riêng các tỉnh Nam Bộ nhiều nơi vẫn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt từ 35 cho đến 37 độ. Dự báo từ ngày mai, mưa có xu hướng tăng trở lại tại Bắc Bộ. Mưa dông diện rộng, có nơi mưa to, lượng mưa trên 50mm. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, đô thị và sạt lở đất, lũ quét ở các vùng núi. Các hiện tượng dông, lốc, sấm sét cũng dễ xuất hiện trong cơn mưa dông nên quý vị cần chú ý đề phòng. Với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, nắng nóng cũng hạ nhiệt từ ngày mai. Dự báo từ chiều tối mai, các tỉnh phía Nam sẽ bước vào đợt mưa dông diện rộng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đợt mưa này sẽ chấm dứt nắng nóng và báo hiệu chính thức bước vào mùa mưa. Đến với thời tiết các đô thị lớn, hôm nay thủ đô Hà Nội phổ biến nắng ráo, nhiệt độ tăng lên cao nhất trưa chiều nay ở mức là từ 33 cho đến 34 độ, cảm giác hơi oi bức, tối và đêm tạnh ráo, nhiệt độ hạ về ngưỡng mát mẻ từ 25 cho đến 26 độ. Dự báo từ ngày mai, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ sẽ giảm đi từ 1 đến 2 độ. Hình thế gây mưa yếu đi, nhờ thế cả Trung Bộ bao gồm thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay cũng tạnh ráo trở lại. Xác suất mưa tại thành phố cũng giảm hẳn, xuống ở ngưỡng dưới 42%. Trời phổ biến nắng ráo, mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay ở Đà Nẵng sẽ vào khoảng từ 33 đến 34 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, dưới tác động của rãnh áp thấp xích đạo, nên trong chiều tối nay dự báo có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, với xác suất mưa cũng tăng lên là trên 73%. Còn từ sáng đến chiều trời nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trưa chiều nay ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 36 độ. Từ ngày 15 tháng 5, nhiệt độ sẽ giảm dần và đến ngày 16 tháng 5, nắng nóng sẽ có khả năng chấm dứt hoàn toàn. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời tiết tiếp theo. We'll be right back.